ảo quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Theo đại diện Team Studio, đơn vị phát triển tựa game này, họ đã mất hơn một năm với hơn 10.000 giờ để phát triển tựa game thực tế ảo này. Trong giai đoạn phát triển sản phẩm đã gặp phải nhiều khó khăn, như việc dựng 3D toàn cảnh bên ngoài tòa nhà Landmark 81 nhưng không đem đến hiệu ứng trải nghiệm chân thực buộc lòng công ty phải suy nghĩ, tìm giải pháp và sau đó sử dụng flycam để quay hình lại, mang cảm giác như trải nghiệm thực tế cho người dùng. Với tựa game này, người dùng sẽ được trải nghiệm những màn chơi đầy mạo hiểm tại tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 do Vingroup xây dựng. Người chơi sẽ tham gia thử thách leo bằng tay lên tòa nhà 81 tầng, sau đó bắn cáp lên đỉnh tòa nhà với độ cao 461,2 mét. Đây là phần chóp cao nhất của tòa nhà mà thực tế người tham quan không thể lên được, và cuối cùng là nhảy dù từ đỉnh tòa nhà xuống dưới đất. Người chơi sẽ được đeo kính thực tế ảo HTC Vive Pro và sẽ có thể nhìn ngắm khắp thành phố Hồ Chí Minh từ đỉnh tòa nhà với hình ảnh và âm thanh gió rít đầy chân thực. Đặc biệt nhất là màn nhảy dù từ tầng cao nhất xuống dưới đất cho cảm giác như thật, khiến nhiều người yếu tim phải run sợ. Do đó, đây là một trò chơi cảm giác mạnh, nên với những người có tiền sử bệnh tim, phụ nữ có thai hay trẻ em được khuyến cáo không nên tham gia trải nghiệm. Theo công bố, để có thể thử nghiệm cảm giác mạnh với tựa game này, người dùng sẽ phải lên tầng 81 của tòa nhà Landmark và sau đó tiến hành mua vé để tham gia trò chơi với giá 200.000 đồng trên lượt. Gia Linh